Dạ rồi, em xin chào chị gái ha. Chị cho em hỏi mình tên là gì, mình đến từ đâu? Nhỏ thì Tích Chi ở chợ Thuận Giao. Chị ở Hưng Giao, tỉnh nào? Thuận Giao tỉnh thì không chứ không nhớ tỉnh tại Mình vì không ở tên. Hưng Giao Bình Dương đúng không? Dạ, Hưng Thuận Giao Giao nghe Bình Bình Dương Dương. đúng không? Dạ. Mình ở bao lâu rồi mà mình không nhớ? Em ở 1 năm rồi đó mà lại gì ở trong chỗ không đi đâu hết. Là mình làm ở Hưng Giao hả? Mình làm ở tỉnh Bình Dương mà mình không biết tỉnh Bình Dương luôn. Rồi chị cho em hỏi ha. Hôm nay chị lên nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hình Hải giúp mình vụ việc gì? Dạ em lên em nhờ mấy anh kiếm giùm cho nhỏ con gái của em. Con gái, con mình là người chị cầm trên tay tấm hình đúng không? Rồi con mình họ tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Nguyễn Thị Khánh Băng hôm nay nó mới 14 tuổi à. Khánh Băng, 14 tuổi. Dạ rồi, em xin mời chị nói rõ chi tiết vì lý do vì sao mình phải đi tìm con mình ha. Em mời chị. Dạ mấy đứa nó đi đi chơi với bạn á rồi bị bạn gạt đi á. Rồi giờ đó chỉ nghe nói là mấy bạn nó bán ở bên bán vô trong cái quán karaoke á ở Vũng Tàu á mà không biết quán nào thôi. Bạn là bạn nào, bạn chị có biết được những người bạn đó không? À, biết được có một số số bạn đó thôi mà em điện cái người đó nó là người đó đang đi làm cái đêm là chỉ biết là cái Khánh Băng là đi bán ở trong cái quán karaoke đó thôi. Là nó nói như vậy hả? Dạ là Con mình năm nay 14 tuổi, nghỉ học rồi hả chị? nó nghỉ học lúc nó học lớp 4 nè. Nghỉ học từ sớm rồi. Dạ. Rồi bé ở với mình hay ở dưới quê? Dạ nó ở đây với Ở em. trên đây với chị, lên Bình Dương được cũng 1 năm rồi hả? Rồi 1 năm qua thì bé đi làm hay là mà ở nhà? À, bé ở nhà không mà không đi làm. Ở nhà không? Rồi bắt đầu đi làm là từ lúc nào? Đi làm thì lúc 12 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi là bắt đầu nó đi làm. Đi làm đâu mới mấy tháng đâu là nó không có đi làm nữa. Lúc đó thì bé làm công việc gì chị? Nó đi làm ty may á. Công ty mai. Dạ. Giờ sao bé không làm nữa? Vì sao mình không bé không làm mình biết không? À, bé nó nói là con đi vô làm á bị người ta chửi quá con không đi làm nữa. Rồi thấy vậy thôi con chiều chiều cho bé rồi không cho bé đi làm nữa. Là đến bây giờ là bé đi được bao nhiêu ngày rồi? Bé đi nó 1 tháng rồi đó. Đi 1 tháng rồi. Thì từ khi bé nghỉ công ty mai đến bây giờ là nghỉ ở nhà, không đi đâu nữa. Rồi ai giới thiệu bé đi, bé có ý định nói chị là muốn đi làm ở đâu nữa không? Bé nó nói là con đi làm để con đi làm kiếm tiền về rồi lúc mà nó sanh xong á là nó nói con để con đi làm kiếm tiền về mua sữa cho nhau uống thì nói ừ, con đi làm thì đi làm chỗ đàng hoàng thì mẹ cho con đi làm rồi rốt cuộc cái có con bé bé bạn nó là con bé My gì đó rồi nó mới rủ con nhỏ này đi làm cái em tưởng đâu là đi làm cũng đàng hoàng thì em cho đi làm còn ở nhà đâu đi làm nó gạt nhỏ để bán nhỏ luôn. Chị cho em hỏi quay lại một xíu ha. Như thông tin chị mới chia sẻ thì chị kêu con mình mới sanh xong Không là sanh sanh là sanh xong á là nó đòi đi làm khoan, rồi em không cho nó sanh đi làm là mới đẻ đúng không? đẻ là 3 tháng rồi Ôi, con mình mới 14 tuổi có chồng chưa? nó bị người ta gạt Bị là gạt. bị gạt á là bị gạt rồi là có bầu về ở với em Ôi. sanh xong rồi á là nó đòi bỏ đi em cũng không cho nó đi nữa Rồi rồi người nào gạt con mình biết không? dạ không Ủa với con mình chỉ nói nãy là ở với mình từ lúc lên đây tới bây từ giờ. lúc lên đây tới giờ nhưng mà nó đi chơi á đi chơi còn cũng vòng vòng ở chỗ đó thôi rồi giờ mình cũng không biết là mình đi nó đi chơi Con cũng không mình rành có là mối quan chỗ hệ nào vòng vòng cái trọ mình không biết luôn hả? mấy người đó thì người ta không biết thôi mấy người hỏi mấy bạn chơi vòng vòng đó thì nó nói là nó không biết Con mình có tâm sự mình là có người yêu nó không có không? tâm sự luôn Có thường đi chơi qua đêm không? có Đi qua đêm, đi thường xuyên thì nó cũng đi thường xuyên vậy đó mà la gậy không? cũng la gậy nó kêu nó ở nhà không thì nó ở nhà Chị mà cho nó em không ở hỏi nhà chồng mình đâu? chồng em đi làm Sao hôm nay không lên đây để tìm con luôn? nay ổng đi công trình xa ổng không có về Rồi, con mình chỉ mới 13, 4 tuổi thôi mà hai vợ chồng cùng ở chung với con mình, sao mình không có biện pháp nào để cho con mình đi chơi qua đêm trong khi đó mới 14 tuổi thôi? là Đến biết cái hậu chứ quả bây giờ là bé sinh được 3 tháng rồi hả? nay nó là bé là được 5 tháng mấy rồi đó gần 6 tháng rồi đó là Trời nó ơi. đi lúc 3 tháng mấy đó Là lúc mà vừa mang bầu đến khi nào gia đình mình mới phát hiện được? là lúc đó là nó mang bầu là 4 tháng mấy rồi mới phát hiện Rồi mình có hỏi bé không? em hỏi bé mà bé nói không không con không biết Giấu à? nó giấu nó không biết
mình có nhờ cơ quan chức năng tham gia điều lúc tra giúp mình lúc trước đó là em có nhờ em nhờ đi kia tìm hoài à, rồi tới chừng nó mắc mà em cũng đi tìm luôn, em không? cũng Ý nhờ là luôn. em muốn hỏi là con mình khi chị phát hiện được mang thai tháng thứ 4 thì sự việc gia đình mình xử lý như thế nào, mình có báo cơ quan để điều tra ra cái chủ thai là ai không, tại bé mình mới 14 tuổi thôi. Giờ em cũng có báo, em nói giờ bé nó bị người ta lừa gạt nó mang bầu gì đó, rồi công an cũng đi tìm mà cũng chưa chưa có ra. Chưa có ra À, rồi bé lại không nói năng gì hết, giờ bé cũng không nói luôn. là đến nay sinh bé sinh con được 3 4 tháng rồi đúng không? Dạ. Rồi khi sinh xong là con mình có nói muốn đi làm và có Dạ. những người bạn giới thiệu đi làm bán karaoke gì hả? Dạ. Rồi Rồi em không cho nó đi làm, rồi nó trốn đem đi. trốn đi, nay Nó 1 tháng rồi nay 1 tháng rồi mình đó. còn nhắn tin gọi điện được cho con mình không? Em lúc trước đó thì em gọi được mà bây giờ em gọi không được luôn. Cái bữa đó là em gọi cái số điện thoại á, là em gọi nói là cái thằng đó nó là cô hàng khác cầm máy, là nó nói là con Văn á, nó bán cái điện thoại cho con rồi rồi nó không gặp Là được con mình chỉ Văn điện được một lần đó là được mình một không lần gặp duy được nhất. con mình, Dạ. là nó nói bán điện thoại thôi Dạ. à, là nó xạo rồi ha, nhiều Mà cái khi điện thoại nó bị cũ xì à, nó đâu có bán được. rồi như theo như nhận định của em thì đây có thể con gái mình đang trốn cùng người yêu, có thể là ba của đứa bé ở nhà. Vậy là bây giờ chị đang giữ cháu ngoại hả? Dạ. Trời ơi, con thì tí nị giờ có cháu ngoại luôn ha, hay đó. Cái này em không phải trách hay là chơi trách gì, nhưng mà thực Dạ. sự là hai vợ chồng mình lêu lỏng, không có kìm cặp con mình quá. Dạ. Mới 14 tuổi mà để cho đi chơi qua đêm qua ngày, để cái hậu quả rất là nặng là con mình 14 tuổi đã có con rồi. Dạ. Dạ rồi, một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng, ai thấy được bé gái ở trong hình này ở đâu, xin liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hình Hải, số điện thoại là 0913785858. Và một điều em xin nhấn mạnh, hiện tại bé chỉ có mới 14 tuổi và đã mới sinh con được 4 tháng. Ai đang là dặn chủ với ai dẫn bé đi, ai là người ở cùng bé dụ bé thì hãy nhanh chóng thả bé về, cũng như là gọi điện cho gia đình đến rước bé về. Còn không, đội hiệp sĩ Nguyễn Hình Hải sẽ hợp tác cùng cơ quan chức năng điều tra đến đi tìm và đến tại chỗ bắt được rồi thì mình không còn cơ hội để giải thích nữa ha. Thứ nhất là bé 14 tuổi còn toàn quyền quyết định của cha mẹ. Thứ hai là bé có bầu có thai. Người nào đang sống cùng bé có thể sẽ dính líu lên vấn đề này, vì cơ quan chức năng đang điều tra ai là người cha của đứa bé. Vì đây là tội hiếp dâm giao cấu trẻ em dưới 18 tuổi, không dưới 15 cung lịch. Nên ai là người đi cùng bé, ai đang sống cùng bé hãy nhanh chóng thả bé ra nếu không muốn dính líu đến pháp luật cũng như là dính líu đến cái đứa con nhà bào thai của bé ha. Đây là cơ hội cuối cùng của người đi cùng bé. Còn như bé đang làm việc hay là đang bị giam giữ ở đâu đó không quay về được thì bé có thể mượn điện thoại của ai đó nhắn tin hoặc điện thoại cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hình Hải, số điện thoại là 0913785858. Đội hiệp sĩ Nguyễn Hình Hải sẽ đến trực tiếp giải cứu bé quay về đoàn tụ với gia đình. Rồi chị có đôi lời nào muốn gửi đến con gái của mình nếu như con mình xem được video này không? Con gái đi về ở với mẹ, mẹ về mẹ tha thứ hết, mẹ không có bắt con làm gì hết, ở về nhà giữ con thôi, nhờ mấy cộng đồng mạng kiếm giùm con. Chị con mình theo chị nãy chia sẻ là cũng thường đi chơi qua đêm, nhưng mà con mình có thường tụ tập bạn bè hay là dẫn bạn bè về nhà chơi không? Thì có dẫn rồi, có con bé kia thôi, Dẫn dẫn thì gái bé gái về thôi, à. chứ em cũng không thấy bên nó dẫn như mấy thằng trai về nữa. À, thì con mình thường đi chơi qua đêm vậy, gia đình mình có hỏi con mình đi đâu không? Em cũng hỏi, con đi đâu, cái nó nói là con đi uống cà phê với bạn thôi. Uống cà phê mà ở lại hả? Dạ, nó Chắc nói ở là lại nhà nghỉ khách sạn ngủ quá. con hỏi là con ở với ai, nó còn ở với bạn gái không mà. Bởi vì là rồi em mới cũng Cũng cho đi luôn, không nó nói cũng hả? đưa nhỏ đó nói chuyện với em. Em nói ở với bạn thì con ở với bạn đi rồi về. Rồi sáng rồi về với mẹ. Thì em cũng nói như vậy đó, nó cũng đưa cho bạn gái nó nói chuyện chứ không có đưa bạn trai. Rồi trước khi con mình đi, mình thấy con mình có biểu hiện gì lạ không chị? Nó cũng không có biểu hiện gì lạ chứ á. Thì nó trốn đi, em ở nhà em dỗ con nó ngủ thì nó trốn đi à. Khi đi bé đem theo những tài sản gì? Bé chỉ có điện thoại thôi.
có đem chiếc điện thoại, không có Dạ. đem quần áo gì theo luôn. Nó quần áo thì nó gỡ đâu bạn, nó hồi nào nó em cũng không biết luôn. Đây mình Tại kiểm vì lúc tra. trước đó là em đi làm cá, em đi bằng cá là buổi chiều là em đi rồi. Em không có ở nhà. Rồi bây giờ mình bé đi rồi mình kiểm tra nhà mình mắc những gì. Cũng không có mắc gì hết anh. Rồi quần áo bé còn nguyên ở nhà không hả? Dạ, quần áo thì cũng nói thì ở nhà thì trong trang dơ treo trong tủ thì còn. Rồi. Rồi sự việc này chị đã trình báo cơ quan chức năng chưa? Dạ có, em Rồi đi nếu đi trình báo rồi dạ hết rồi. rồi, nếu như bây giờ có một người, có một chàng trai nào đó chở con mình về trả lại, gia đình mình có chấp nhận bỏ qua hết sự việc không? Dạ bỏ. Bây giờ mình chỉ cần tìm con mình về hết thôi đúng không? Dạ. Dạ rồi, như thông tin của chị chia sẻ thì những người ai đang là người dẫn bé đi cũng nghe rõ rồi ha. Gia đình hiện tại chỉ cần đưa bé về là gia đình sẽ rút đơn bỏ qua hết tất cả mọi việc. Còn như nếu như trong hôm nay mà cố chấp không hả bây giờ cũng như không gọi điện cho gia đình thì lúc đó thì đội sĩ Nguyễn Hải đi tìm đến thì mình không còn cơ hội để giải thích nữa ha. Chị có đôi lời nào muốn gửi đến bà con cô bác cộng đồng mạng nhờ để tìm kiếm giúp con mình không? Dạ con cũng nhờ mấy người gồm mấy cô bác ở cộng đồng mạng kiếm gái về, có gặp gái con thì chỉ về giùm cho con. Con cảm ơn mấy người, mấy cô mấy chú. Rồi chị đọc rõ họ tên và tuổi con mình một lần nữa giúp em ha. Con là Nguyễn Thị Khánh Băng, nó mới có 14 tuổi à. Nguyễn Thị Khánh Băng 14 tuổi. Và em xin nhấn mạnh lại là bé chỉ mới 14 tuổi và đã có một đứa con 4 tháng tuổi rồi. Ai chàng trai nào, hằng con trai nào đang đi cùng bé không muốn dính líu đến thì hãy nhanh chóng thả bé về, chứ không là mình dính vô vấn đề này là mười mấy cũng lịch đấy ha. Rồi chị cho em hỏi ha, toàn bộ câu chuyện của mình nãy giờ chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật hay không? Dạ đúng anh. Đúng hết đúng không? Nếu như có gì sai trái, câu chuyện của mình nãy giờ chia sẻ nếu như có gì sai trái thì mình sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật. Dạ. Chị hiểu không? Dạ rồi, khi chị lên đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải sẽ đăng lên tất cả trang mạng xã hội, mục đích ở đây để nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng chia sẻ tìm giúp con của mình và cũng như là cho những bé gái tuổi đôi lứa con giống của mình để cảnh giác. Chị chấp nhận không? Dạ. Chấp nhận. Dạ rồi, một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng ai thấy được bé gái ở trong hình này ở đâu, xin liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hình Hải. Số điện thoại là 0913785858. Đội hiệp sĩ Nguyễn Hình Hải xin cảm ơn rất là nhiều quý bà con cô bác cộng đồng mạng đã quan tâm và theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Hình Hải trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.